Chào mừng các bạn đã tới với SO Fitness Center 46 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai. Thì các bạn biết đây là một cái trung tâm thể hình và tập thể dục aerobic và yoga rất là nổi tiếng ở tỉnh Gia Lai. Và với cái sân đậu xe, bãi đậu xe vô cùng rộng lớn, có chứa kênh cả 200-300 chiếc, ở có 5 tầng. Thì tầng 1 là đại sảnh, cà phê, và tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6. Thì các bạn biết là dành cho fitness center và yoga và massage xông hơi. Ai thích xông hơi thì vào xông khô hoặc xông nóng tùy. Các bạn biết là nó không xa thành phố và nó nằm ngay ở con đường chính ấy. Thì từ cái con đường chính đi vào thì không xa. Nó giáp bên công viên, nó giáp bên công viên của đường Nguyễn Tất Thành đấy các bạn. Ở 46 Nguyễn Tất Thành thực sự là ngay ở trung tâm. Thì khi mà các bạn tiến lên tầng 1, ngay tầng 1 đã có bạn hướng dẫn chỉ dẫn. Tầng 1 cà phê và tầng 2 là các dụng cụ thì các cái dụng cụ dành cho các cái đồ uống dùng cho những đồ uống đặc biệt dùng cho những cái người tập aerobic thể dục thể thao hay là gym. Và ngoài ra thì có cái các cái phòng xông hơi cho nam và cho nữ, sức chứa lên cả 100 người. Và cái trang thiết bị và điện nước thì vô cùng là hiện đại tối tân, các bạn có thể hài lòng. Phòng tắm thì có cả chục phòng tắm, phòng xông khô thì tùy các bạn, phòng xông hơi cũng tùy các bạn. Và đó là tầng 2, còn tầng 3 thì các bạn có thể vào và tham quan. Phòng gym có rất là nhiều máy móc hiện đại, sang trọng và nhập khẩu 100% từ Mỹ về đây các bạn. Khi mà mình bước vào phòng gym, mình vô cùng thích thú với tất cả những cái máy móc và thậm chí là cả các cái nhân viên và thậm chí cả cái huấn luyện viên chuyên nghiệp ở đây. Họ là những con người thực sự rất là chuyên nghiệp, họ lúc nào cũng chăm sóc máy móc rất là cẩn thận, tỉ mỉ, chỉnh chu. Họ hướng dẫn các bạn rất là kỹ lưỡng, nhẹ nhàng, cẩn thận. Và bạn cần bài tập nào, bạn đang thiếu bài tập nào, họ sẽ hướng dẫn giúp cho bạn bổ sung bài học tập đó. Ở trên tầng 6 các bạn biết không, phòng tập yoga sức chứa cả 500 người. Và học viên ở đây thì rất là đông. Từ sáng sớm 5 giờ là tất cả 100 người, hai suất từ 5 giờ cho tới 6 giờ rưỡi, và từ một suất nữa là từ 6 giờ rưỡi cho tới 8 giờ. Thế nhưng không có lúc nào mà không đông hết. Thì các bạn biết yoga là ánh sáng, và ta càng tập yoga ta càng có thêm sức hút, sức khỏe, dẻo dai, quyến rũ và hấp dẫn. Vì nếu như đỉnh cao của tập thể dục thì mình phải nói rằng là yoga là một cái bộ môn mà thực sự giúp các bạn trẻ trung thêm, nâng tầm giá trị của mình, tự tin cuốn hút mà lại còn sức khỏe dẻo dai. Khi mà đi học về rồi đấy, rồi các bạn cũng sẽ không quên được cái môi trường ở đây thân thiện, thầy cô bạn bè thì quan tâm quý mến lẫn nhau, nụ cười của họ rất là gần gũi, dễ mến. Ở 46 Nguyễn Tất Thành, trung tâm SO, lúc nào bạn cũng thấy những con người vui vẻ, cởi mở, cười đùa và nói cười. Họ không phân đua hay phán xét bạn bất kỳ điều gì. Bạn tới, bạn tham gia, họ rất là hoan hỷ. Và bạn đi thì họ chào và vui vẻ với bạn. Và bạn có thể tự do và thoải mái, không gò ép và cưỡng ép. Ở tầng 2 bạn có thể đăng ký tùy ý các cái khóa học như là nhảy hiện đại, nhảy Zumba đấy ạ. Các cái cô giáo rất là nổi tiếng ở đây tên là cô Sô đấy các bạn. Cô ấy là một nữ Zumba nhảy rất hay, rất đẹp, rất giỏi, và có một dàn những em út và những cái cộng sự phía sau mà đã hợp tác cùng với cô ấy. Cô ấy là một cô giáo thật là chất, mình phải công nhận là cô ấy là chuyên gia của bộ môn nhảy Zumba. Cô ấy có năng lực ghép nhạc và nhảy nhót, và không những thế mà năng lực và khả năng sư phạm cực kỳ hay, cực kỳ tốt. Ở đây nhân viên phục vụ, nhân viên hướng dẫn cũng rất nhiệt tình, giúp cho bạn tháo gỡ những cái vướng mắc. Và ở đây á, mọi người cư xử với nhau rất là chan hòa. Bạn khó khăn, bạn thắc mắc chỗ nào thì họ sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc. Bạn có thể gọi điện lên trung tâm SO 46 Nguyễn Tất Thành để gặp nhân viên hướng dẫn, để có những cốt, những cái gói mà bổ sung, hoặc là gói chất, gói VIP dành cho bạn tham gia tập tất cả các bộ môn yoga, thể hình, gym, hay là thậm chí là tập cả ngày, hay là xông hơi massage,
hay tùy bạn. Các đồ dùng, như đồ dùng ở đây, ở các phòng tập, đặc biệt là phòng gym, bạn không chê vào đâu được. Hàng dụng cụ ở đây thì thực sự là rất là hay và mới và đẹp và hiện đại, sang trọng, hấp dẫn. Thực sự rất là hấp dẫn và bắt mắt. Mọi thứ rất chỉnh chu, hàng 100% nhập từ Mỹ về. Mình thấy có nhiều, ở Gia Lai thì cũng có nhiều phòng tập gym chất lượng và phải nói là phục vụ cho thể chất. Nhưng mình đánh giá gym SO 46.000 tất thành hay yoga SO 46.000 tất thành thực sự là đem lại sự hài lòng không những cho mình mà bạn bè mình và tất cả những cái người bạn xung quanh mà mình đã gặp, cùng với môi trường, nhân viên và với những cái huấn luyện viên chuyên môn cao ở đây thì các bạn nên hài lòng. Và cái giá cả cũng phải chăng nữa, các bạn sẽ rất hài lòng. Ngoài ra giá cả của các cái gói mà tập và ở đây á, thì còn có khuyến mãi nữa. Nếu như mà các bạn tập theo nhóm hoặc là tập đi theo nhóm hoặc là một nhóm 2 hoặc tới 3 người hoặc thậm chí nếu 5 người thì càng được giảm hơn nữa. Nhân viên phục vụ sẽ, nhân viên ở lễ tân sẽ gọi điện và hỏi bạn, bạn thích gói nào. Và thậm chí nếu như bạn đã quá cái gói đó, hàng quá hạn, họ sẽ gọi điện thông báo và hướng dẫn cho bạn đăng ký lại. Thì bạn không lo về cái chất lượng phục vụ hay là cái chất lượng máy móc hay là phòng tập ở đây hay không gian hay là vệ sinh ở đây nữa. Bởi vì tất cả mọi thứ đều được chỉnh chu, bài bản và được sắp xếp, phân bổ rất là có cái nề nếp, hệ thống, kỷ luật. Thế nhé các bạn, nếu như các bạn có ý định là muốn tập yoga, tập thể dục, tập chỉnh hình thì hãy ghé đây. Chuyên viên và huấn luyện viên sẽ luôn giải đáp những thắc mắc của các bạn nhé. Tạm biệt các bạn. Sau lưng này, nó bị yếu. Khi mình làm việc nhiều nó sẽ bị căng cái phần đây này. Đó, khi mình tập gym á, phần cơ dựng sống lưng này, nó sẽ khỏe, nó sẽ kéo, phần vai gáy gì nó khỏe hơn. Bớt về đâu về gáy, giống như mình thắt lưng vậy. Đó, tại vì cái phần thắt lưng mình là nó mới có giải cơ, giải dọc thì sống lưng này. Đó, khi mình tập khỏe, cả phần cơ dọc sống lưng đây là sẽ ôm chặt cái cuộc sống. Đó, thắt lưng này, phần lưng này mình khỏe, đỡ vấn đề của thắt lưng này, sống vai gáy gì kia. Đó. Hay quá. Ngoài về hết nha. Đúng rồi, giờ mới chứ không có chuyện mà nói là ai đeo nha. Bị có một máy á, về thêm một máy nữa. Chuyên độ bông luôn. Chuyên gì? Chuyên để độ bông.